Thôi bây giờ em bật mí một cái cách mà để cho tất cả mọi người ở đây với anh Phong á, cái riêng bạn trai mình thôi nha, đi ra đường á để ngắm gái đẹp. Sao vậy? Mình nhìn vô cái xe của nó. Sao kỳ vậy? Tại vì anh để ý cái xe mà càng xịn á, gái ngồi sau càng đẹp. Kinh nghiệm. Có lý. Bây giờ em thách anh nha, đi ra đường á mà kiếm gái xấu ngồi sau xe SH nha. Nó hiếm gì đâu, nó hiếm. Đúng rồi, tại xấu có ai chở. Thì đó. Ủa nhưng mà lâu lâu anh thấy nhỏ chạy xe SH cũng xấu quắc là sao? Nó xe nó. Sâu sắc. Hay. Không, cũng có một cái số cái trường hợp ngoại lệ, giống như là ba chở con đi học nè, không? Cũng là gái đẹp. Rồi hoặc là hai nhỏ gái chở nhau. Ok. Bây giờ ta nói trong cái xã hội này á, nếu mà mình á muốn mà quen gái đẹp á, một á là mình phải thật là đẹp trai, rất là đẹp trai. Hai là phải có rất là nhiều tiền. Giống anh nè, đẹp trai mà không có tiền. Tiếp. Nhưng mà nếu như mà không có cả hai cái thứ trên á, không vừa không đẹp trai mà vừa không có tiền á, vẫn còn một cách để tất cả các bạn có thể gần con gái. Nhưng mà lưu ý nha, cái cách này là chỉ để gần con gái thôi nha, chứ không có quen được. Tại vì nếu mà quen á thì sẽ có hậu quả như hai cái anh ở trong cái kịch sắp tới. Mời các bạn coi chiêu thức cua gái. Việc chuẩn bị chưa? Mày chuẩn bị chưa? Rồi. Hai nhỏ này sắp tới rồi nha. Nhớ nha mày, theo cái kế hoạch mày mình đã định sẵn nha. Ok. Nhưng mà tao nói mày nghe, tao thấy cái kế hoạch này nó hơi kỳ kỳ. Tại sao mày không nghĩ tao với mày ra đường kiếm bạn gái như mọi người? Việc mình đã thử bao nhiêu lần rồi, cái đó không có được. Nghe mình nè. Hai nhỏ đó sắp tới rồi nha. Mình giữ theo cái kế hoạch mình, ok? Nghe không? Được không? Ok, được rồi. Tiến tới mục tiêu. Ok. À, trời ơi! Hai bạn bây giờ mới tới hả? Ê, hai bạn này, sao mặc đồ hot quá vậy, hot sexy quá vậy, tuyệt vời. Khỏe không sư? Trời ơi Minh nè, dẻo miệng quá đi à. Cái hiệu với Minh, đây là Như, bạn của Su. Hai Như, cảm ơn Như đã tới nha. Dễ thương quá. Chưa có đem cái DVD, phim Hóa Bò Nói Loạn, không biết là mọi người có thích không nhỉ? Hóa Bộ Nổi Loạn hả? Phần mấy vậy? Sao Như biết là mình thích Hóa Bộ Nổi Loạn vậy? Trời đẹp nhiều lắm đó nha. Vô coi. Nhưng mà trước hết đó nha, mình muốn giới thiệu với hai bạn đó nha. Bạn trai của mình nè, qua đi gặp Việt nha. Mình muốn giới thiệu một người bạn trai của mình nè nha. Đây á là Việt, bạn trai của mình đó. Hai anh Việt. Việc dễ thương lắm, hơi mắc cỡ ăn chút nhưng mà dễ thương lắm nè. Nhưng mà biết không, ở trong cái phòng này ai dễ thương nhất không? Như dễ thương nhất nè. Mới gặp nhau mà thấy mình thấy hot quá vậy, sexy quá vậy. Cái này á nha là không biết Như có tập thể hình hay là yoga hay sao, sao mà nhìn cái body căng quá vậy? Ê, tất nhiên rồi, có tập gym đó. Có gì Như có thể quay lại cho mình cái việc theo cái mong được không? Nè, đụng thử đi nè. Đụng thử hả? Đụng thử nha. Ui dạ Việt, nó căng lắm Như. Hai cục thịt đó căng lắm đó nha. Đụng vô đi. À, chị nghĩ không cần vậy đâu. Không cần thử đi. Nè chị em với nhau không mà. Nè. Thấy không, chị em với nhau mà đụng đã mà. Nè, tôi muốn tập gym nè bà nội. Nè, đụng thử tôi luôn đi. Mình ơi. Mình cần nói chuyện xíu. Cái gì Việt? Chút xíu. Thôi đi ha. Thôi đi. Chuyện quan trọng nè. Thôi đi cái này nha. Tới giờ mình làm tóc rồi nha. Tới tóc rồi nha Việt. Thôi mình làm tóc quan đi. Quan trọng. Quan trọng mà.
Ok, hay là Su với Như ngồi xuống đi nha, đợi chút đi nha. Có gì á, lát nữa Minh ra nha, mình sờ móng chân với móng tay làm tóc đi nha. Ok, ok. Mẹ nha. Cái gì vậy? Bọn mày không muốn cô gái sao mày làm cái gì? Tao muốn, nhưng mà tao không muốn gạt người ta bằng cách vậy. Tao không phải BD. Việc à, mình không có gạt người ta. Mình chỉ thôi đi. Nhưng mà nói chung với nha, đàn bà họ thường tin đàn ông động tính lắm. Hồi nãy giờ nha, tụi mình được đụng hai cái mông trong vòng 2 phút. Tao ngồi đường làm sao kiếm vậy? Biết sao đi? Ok ok, tao tin mày. Tiến thẳng đến mục tiêu. Tiến thẳng đến mục tiêu. Đừng có kỳ thị người đồng tính mà. Ok, tiến thẳng đến mục tiêu. Trời ơi, dạo này làm gì da trắng như vậy trời. Trời ơi, làm gì đâu, tắm nước sôi đó má. Vậy đó hả? Xong rồi. Xin lỗi mấy bà nha. Việc nó bị đèn đỏ. Trời ơi, nghe bà ơi. Đỏ xíu là xíu. Ê mấy bà, tới giờ có con nói loạn rồi. Nè. Hai tuần tao giả về đây hai tuần. Như ơi là Như. Ê Việt làm gì vậy? Tao nói cho mày nghe, tao với mày đã giả về đây hai tuần. Và tao chắc chắn đêm nay á, hai đứa tụi nó sẽ không ngủ với tao với mày đâu. Ê Việt đừng có nghĩ vậy mà. Coi nè, bây giờ nha, mình hỏi nè, trên đời này phụ nữ thích gì nhất đây Việt? Người đàn ông chân thật. Sai bét rồi, đồ ngu si. Không phải đâu, trên đời này phụ nữ thích nhất nha là biến một người đàn ông từ công cho đến thẳng, hiểu không? Ê, Việt mà nghe Minh nè, Minh á, cứ vậy đi, sắp được rồi, tin Minh đi nha. Tiến thẳng đến mục tiêu. Tiến thẳng đến mục tiêu. Ồ, họ đến rồi kìa Việt. Hai tuần. Hai tuần. Việt à, Su với Như đến thăm mình nữa kìa. Xin chào. Sao rồi, giờ này Việt khỏe không? Khỏe, gì khỏe. Sao mặt nhìn bơ phở vậy, có chuyện gì buồn hả? Không, tại vì hai tuần. Hai người khỏe không? À, khỏe bé hả? Khỏe, khỏe không gì hết. Ê, bữa nay hot boy nổi loạn phần 11. Cái gì vậy má? Cái gì vậy má? Anh có biết không? Em mới từ tiệm tóc về nè. Em kêu nó cắt tóc ngắn cho em như Hà Hồ. Mà nó nói nha, tóc của em ngắn rồi, làm sao cắt như Hà Hồ được? Em nói nha, cứ cắt đại như Hà Hồ đi, ngắn vậy đi á. Mà cứ nói Hà Hồ không có tóc ngắn. Thế em nói, ủa? Hà Hồ có tóc ngắn mà, có tóc ngắn rõ ràng mà. Nhưng mà họ nói Hà Hồ không có tóc ngắn nhưng mà không biết được. Đồ ngu. Vậy mà cũng mở tiệm tóc nữa. Khoan nè, tại sao ai cho mày xưng hô với tao là anh em? Ở đây không cần thiết phải như vậy, không có con nhỏ nào ở đây hết. Mày hiểu không? Mày có thấy mày kỳ không anh? Cái kỳ gì đâu mà kỳ, đâu có kỳ gì hết á. Nhưng mà nói về kỳ á, Minh nói luôn nha, Minh đã về nhà nói với bố mẹ là Minh là người đồng tính rồi. Cái gì? Tại sao? Trời ơi Việt, mình giả thì mình phải giả cho nó giống thiệt chứ làm sao. Bây giờ nha, mình mà giấu đồ mà lòi đuôi không có tốt nha Việt. Bây giờ nha, mình nói Việt phải về nhà nói với bố mẹ là Việt cũng là người đồng tính đây. Không không không, tao không có thể làm chuyện đó được, tại tao không phải là BD. Tao không phải là BD, mày hiểu không? Mình cũng đâu phải là BD đâu. Vậy sao tao với mày phải làm chuyện đó mỗi đêm nè? Trời ơi Việt, tao nói rồi,
Ok, mình nó phải làm cái đó, chuyện đó cho nó giống thiệt, chứ người ta biết được mình giả bộ là không có tốt đâu nha. Mình phải giả bộ yêu thương nhau quá trời. Nhưng mà mày chưa nói với tao là tại sao mà tao với mày lại ngủ với nhau mỗi đêm. Việc cần nghe mình đi, mình đã nói rồi, mình đã giả là mình đã giả cho nó giống. Tại sao hai đứa mình cứ cãi về cái thôi chuyện này rồi. Hoài vậy? Thôi được rồi, tụi nó đang tới, tao không muốn tranh cãi về chuyện này nữa. Tiến tới mục tiêu. Hồi nãy mình có gọi hai họ, hôm nay nghỉ nhà đi, đừng có qua. Mày làm gì vậy? Tại sao mày lại làm vậy? Đã lâu rồi hai đứa mình không có thời gian riêng tư cho hai đứa mình thôi. Hôm nay chỉ hai đứa mình thôi nha. Tao không cần biết. Cái đó tao không cần biết, tao đâu có quan tâm cái chuyện đó. Tao với mày tao không có quan tâm. Tao quan tâm là cái chuyện chừng nào tao được gần con gái. Thì từ từ thôi. Mất mát có một ngày đâu mà làm mày dữ vậy. 2 năm rồi. Thôi đi bây giờ nha. Mình vô tắm rửa cái mình coi phim nha. Như ơi là Như, Xu ơi là Xu. Anh ơi, anh ơi, uống chút nước ngọt đi nha, cho nó tỉnh táo nha. Uống đi, lát nữa hai đứa sắp qua chơi với mình rồi nha. Ở dẹp đi. Hả? Bảo nó qua bạn đi, đừng có gạt tao nữa. Tụi nó sẽ không có ngủ với tụi mình nữa đâu. Đã từ 32 năm, 2 tuần rồi, kể từ cái lúc mày bày ra cái hoạch ngu si đó. Tính sai hết mẹ rồi. Thôi, tao xin lỗi, tao đi. Anh muốn đi thì anh cứ đi nha. Anh muốn đi đây đi. Nhưng mà có một điều em muốn nói với anh đó là hồi sáng á, Su với Như có gọi cho em biết, muốn cho em cho anh biết là hai họ nghĩ anh đẹp trai và muốn ngủ với anh á. À, thiệt chạy ha. Vậy anh ấy thôi, ngủ thêm ngày nữa cũng đâu chết chóc gì. 32 năm 2 tuần rồi. Ngủ thêm ngày có gì đâu anh, ngủ thêm ngày có gì đâu. Trời, thêm một ngày đi thôi nha anh ơi. Trời Như ơi, Châu ơi, trời ơi. Cộng thêm 10 triệu 5 năm bảo hành thì thử hỏi coi 30 triệu có liền, còn 20 triệu cả năm mới có, 30 triệu có liền, 20 triệu cả năm mới có, thì cái nào nó lớn hơn? 30 triệu. Giỏi.